Rồi các bạn open cái folder nè. Open folder. À, cô sẽ tạo đây web. Cô sẽ tạo cái này là web demo. Thì cô sẽ tạo một cái trang riêng để làm riêng cái layout ha. Đấy. Layout. Ok, open folder này nhá. Đấy. Thì các bạn tạo cái layout ở đây. Được chưa? Tạo file layout. Hoặc các bạn tạo file index. index.html ha. Rồi. À, bữa trước là cô có hướng dẫn CSS. Nhưng mà bữa là gửi file, cô không có quay ha, không giải thích kỹ. Thì trong quá trình làm, nếu mà chỗ nào mà cần nhấn mạnh thì cô sẽ giải thích kỹ nha. Thì về nguyên tắc các bạn làm cái web, đây cô mô tả một cái web cho các bạn coi. Đâu rồi? Đây. Giả sử các bạn có một cái web như này, cái này là hiển thị 100%. Được chưa? Thì các bạn lưu ý nè, nó có một số đặc điểm khi các bạn làm web như sau. Thứ nhất, đó là khi các bạn chung phòng to thu nhỏ thì nó không bị bể, không bị vỡ. Ví dụ như cô chung lại, chung nhỏ lại, các bạn thấy là nó không bị mất hình, không bị vỡ. Đấy. À, cái này thì thiếu nội dung chứ cũng không phải vỡ. Cái này là do cái này nội dung, cái này chỗ này thiếu nội dung chứ không phải là nó bị vỡ ha. Đấy. Ok. Thì như này là đạt yêu cầu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn mà thu nhỏ cái màn hình, tức là các bạn thu nhỏ màn hình chứ không phải zoom nha, zoom nó khác. Thu nhỏ màn hình tức là kích thước của màn hình nó thay đổi. Thì các bạn, ví dụ như các bạn view nó ở cái màn hình là cái iPad hoặc là cái điện thoại á, đúng không ạ? Kích thước màn hình khác nhau. Đó, ví dụ như cô zoom nó lại. Đó, đây các bạn thấy nó đổi chưa? Đây, nó từ từ nó đổi nha. Đấy, cái menu đã đổi sang đây rồi nè. Thấy chưa? Khi cô zoom lại thì nó phải thay đổi kích thước. Thay đổi cái bố cục luôn. Và cái nội dung nè, không bị mất. Thấy chưa? Khi nãy là của tôi là 4 đúng không? Bây giờ còn lại có 2. Đấy. Cái này được gọi là, đấy bây giờ nó zoom lại, đó, nhỏ lại. Thì cái này được gọi là responsive web design. Đúng không ạ? Đó, responsive web design. Tức là cái web mà tương thích với nhiều kích thước màn hình. Nhiều kích thước màn hình. Ví dụ kích thước này là điện thoại. Đó, kích thước lớn hơn, ví dụ là cái iPad chẳng hạn. Đấy, hoặc là nằm ngang. Đó, các bạn thấy nó sẽ bị thay đổi. Đấy, cái này khi nãy là 32, bây giờ còn 3 đúng không ạ? Đấy, khi các bạn mở lớn ra các bạn thấy là nó là 4. Đúng không? Đấy. Cái này phải thiết kế nhá. Đó, cái này là phải thiết kế. Thì sau này các bạn học tới cái Bootstrap, nó bản thân nó đã có rồi. Không, có làm từ cái Bootstrap nó sẽ có sẵn. À, nhưng mà cô cũng giới thiệu cho các bạn để các bạn biết là khi các bạn làm web nó phải đảm bảo cái gì. Rồi ok, tiếp ha. Đến cái phần mà thiết kế web này, để làm ra được trang này, trang web như thế này, thì bước 1 là các bạn phải tạo cái layout. Đó, đây 1 là các bạn phải tạo layout. Bố cục của trang web. Đấy, bố cục trang web. Bố cục là gì? Cái layout tức là cái khung thôi. Cái khung thôi, không có cái nội dung này. Không có nội dung này. Layout. Đó. Và khi các bạn làm một cái trang web từ đầu thì phải có một người thiết kế và họ đi lấy yêu cầu khách hàng để xem khách hàng họ thích cái bố cục như nào, họ muốn một cái bố cục như nào. Thì mình vẽ cái bố cục đấy ra và khi để khách hàng họ đồng ý về bố cục, về nhà mình mới làm tiếp. Hiểu không ạ? Đầu tiên phải xây được cái layout đã. Đúng không ạ? Vậy bây giờ mình thiết kế, mình cũng thiết kế layout trước. Hai, khi xong là bố cục xong, mình đồng ý về bố cục rồi, mình mới đến thiết kế là nội dung. Cái này ta gọi là content. Đúng không ạ? Layout, nội dung, content. Thì những cái điểm nhỏ trong này thì đều, tất cả những cái này đều gọi là nội dung. Đều gọi là nội dung. Ok chưa? Được chưa? Tất cả những cái này đều gọi là nội dung hết. Đấy, thì mình sẽ làm từ từ và làm mình dần. Nếu các bạn chưa thiết kế layout, chưa thiết kế bố cục,
mà các bạn vào thiết kế nội dung luôn. Thứ nhất, rối, đúng rồi, và làm không bao giờ kết thúc được. Cái thứ hai nữa, nó bị nhảy, nó bị xô lệch, bị nhảy và các bạn không sửa được, không thể không sửa được cái bố cục đấy. Nó bị nhảy, nó co giãn, nó nhảy lung tung. Đáng lẽ tôi cần nó nằm ngang là lần dưới, ví dụ như vậy. Đấy, thì các bạn cứ tuân thủ quy tắc của bạn làm là chắc chắn nó không bị lỗi. Được chưa? Đó, đó là hai cái lưu ý cho cô ha. Rồi, vậy thiết kế bố cục thì sao? Trong thiết kế bố cục ta có cái gì nè? Thứ nhất là ta dùng cái thẻ gì để ta thiết kế? Đầu tiên là ta dùng cái thẻ deep để ta thiết kế. Cái thẻ deep này là để thiết kế, ta phân bố bố cục. Và với ID, với cái CSS thì ta hay dùng cái loại đó là loại ID. Bởi vì là bố cục là không trùng nhau, đúng không ạ? Bố cục là không trùng nhau. Mà ID, cái CSS ID là để mục đích để làm ra những cái CSS mà không trùng nhau. Hiểu không ạ? Okay. ID là không được trùng. Identify, đúng không ạ? Đó, ta dùng deep, dùng CSS để ta bố cục. Hoặc là một số thẻ bố cục của HTML5. HTML5 thì nó có một số thẻ bố cục như sau. Ví dụ thẻ header. Header. Thẻ nav là để menu, navigation. Thẻ aside là bên cạnh. Thẻ section. Thẻ article. Và thẻ footer. Đó, họ có những cái thẻ này chuyên để bố cục ở trong HTML5. Và các bạn đã có HTML5 rồi, bây giờ đang học, học chủ yếu là HTML5 thôi. HTML5 ra lâu lắm rồi, 4-5 năm, 6 năm là đã làm nhuần nhuyễn. Và hầu như tất cả các browser hiện tại là đã support HTML5 rồi. Nó quá là bình thường rồi. Ngày xưa là đang ngồi một ngôn ngữ mới thì ta dạy và giải thích nhiều, bây giờ chẳng cần giải thích, hiểu không ạ? Okay. Nó đã nghiêm nhiên là HTML5 rồi. Còn với nội dung, ta dùng CSS. Thẻ thì thẻ nhiều thẻ lắm, nhưng CSS thì ta dùng cái class, cái loại class selector. Đây, ID là ID selector. Đây, cô để cái này là selector. Đây, ID. Các bạn hiểu được chưa? Đó, selector. Ta dùng CSS. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy khi nãy cô vừa hướng dẫn là một cái box, đúng không ạ? Một cái box, đây cái này được gọi là một box. Thì các bạn thấy là một cái box này các bạn làm một lần và các bạn sử dụng nhiều lần. Thì có phải là box này là cái CSS được tái sử dụng, đúng không? Sử dụng lại. Sử dụng dài thì không thể nào để ID. Tại vì ID chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi. Hiểu không ạ? Cho nên là cái chỗ mà các bạn thiết kế nội dung các cái box này thì các bạn thiết kế dùng cái gì ạ? Dùng class. Đúng không ạ? Ok. Và về nguyên tắc thiết kế thì ta tạo hai file CSS. Tạo hai file CSS. Một file là dành cho bố cục. Còn một file là dành cho nội dung. Các bạn nên tạo hai file riêng biệt. Các bạn gọi vào để nó tránh bị rối, lộn xộn nó nhiều, đúng không ạ? Và cái CSS là các bạn tạo riêng ở ngoài, các bạn không tạo chung, hiểu không ạ? Không tạo chung, đúng không ạ? Chưa? Rồi bây giờ nè, vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn tạo một cái website luôn ở trên này luôn nhá. Cô bỏ cái này đi, cô hướng dẫn các bạn tạo một cái website luôn. Đây, ok, cô tạo một cái website, cô đặt tên là Assignment ha. Đây, bước 1 nè, các bạn tạo thư mục. Bước 1 nè là các bạn tạo thư mục website của các bạn, chứa cái web. Ví dụ các bạn hiện tại là các bạn có cái assignment là cái các bạn cần phải làm, đúng không? Assignment chẳng hạn, thư mục như vậy. Và các bạn quy tắc là các bạn đặt mã sinh viên, mã số sinh viên, rồi gạch ngang assignment. Được chưa? Tạo thư mục này trước. Rồi các bạn nhìn cô tạo nha. Cô new, cô open cái folder. Cô tạo một cái thư mục ở trong cái môn học của các bạn ấy. Được chưa? Đây. Các bạn đang học 2009, bây giờ các bạn học đến cái 2020 rồi. 2020. Và kỳ này của chúng ta sẽ là kỳ spring.
Spring đúng rồi. Đó. Tôi có để chữ 2020 cho nó đỡ nhạt đó. Ok. Cô tạo cái môn của ta là môn web 1013. Cô ship gạch assignment. Ok. Được chưa? Đó, cô tạo thư mục này assignment. Ok, cô select cái này. Đó. Thì các bạn nên tạo cái thư mục riêng để làm assignment nhá. Không gom chung. Đó, và khi đặt tên thư mục á là các bạn phải lưu ý cái chỗ đặt, không các bạn đặt xong các bạn quên. Đặt nhầm. Nhiều bạn sửa một file lại chạy một cái file khác. Cô ơi, cứ bị lỗi. Kiểm hoài không ra đúng không? Này, em làm nó không có chạy, em làm nó không có thay đổi, đúng không ạ? Rồi. Sau đó nha, lưu ý nè. Tạo thư mục xong rồi các bạn tạo các thư mục con. Đó. Đây. Các bạn tạo cây thư mục, tạo các thư mục con. Mục con gồm image là thư mục chứa hình. Cái này là chứa hình. CSS là chứa gì ạ? À, style sheet. Đó. Hiện tại các bạn chưa có làm gì JavaScript cho nên là cô sẽ không có tạo cái thư mục chứa JavaScript tại vì các bạn chưa có học. Ha. Đấy, các bạn cần hai cái thư mục đó thôi. Click chuột phải. New folder đặt tên là image. New thư mục, new folder, cái này đặt là CSS xong. Được chưa? Rồi. Đó, sau đó các bạn đó, bước đó là bước 1 tạo thư mục. Rồi, bước 2. Các bạn mới tạo các cái file, tạo file index.html. Đó. Ok. Đó, bây giờ click chuột phải. New file đặt tên là index.html. Cái index này nó nằm ngoài chứ nó không nằm trong image nha. Image này không nằm trong cái này. Không nằm trong CSS mà nó nằm ngoài. Để muốn nằm ngoài các bạn click chuột ra ngoài này nè. Được chưa? Đó. Hình thì các bạn copy vào đây. Ok. Rồi. Và các bạn gõ gõ lệnh nha, HTML, nhắc lệnh là HTML5 nè. Chưa? Ok. Rồi bây giờ nè. Sau đó các bạn bây giờ mới các bạn tạo nè. Tạo file. Bước 3. Đây bước 2 cái này. Tạo file index rồi, tạo file CSS nha. Tạo CSS, tạo hai file CSS. Đây, các bạn click chuột phải vào cái thư mục CSS new file. Được chưa? Đặt tên là bố cục đúng không? Structure.css. Cái này nó lưu tất cả những CSS liên quan đến bố cục. Rồi click chuột phải vào CSS này, thư mục CSS new file tiếp. Đặt tên là content.css. Được chưa? Tạo hai file. Rồi, bây giờ tôi nhúng hai file này vào index. Link CSS. Ctrl Z. Link thẻ link. Rồi href. Ôi, không đúng rồi. Có chữ link thôi. Link được rồi. Được chưa? Đường dẫn là CSS sẹt structure. Link tiếp. Rồi CSS chấm content xong. Đó, các bạn link hai file để vào cho cô. Là xong. Được chưa? Ok. Rồi, xong bây giờ các bạn viết code, bây giờ cô viết nha. Cô viết thì cô tạo đầu tiên là cô tạo layout trước. Tạo layout trước thì cô dùng cái div. Các bạn muốn dùng HTML thì cũng phải dùng CSS để các bạn bố cục lại. Thì cô sẽ tạo như sau, cô dùng cái div để bao ngoài cùng. Cái thẻ div. Đây. Rồi, về nguyên tắc viết code lưu ý cho cô này. Các bạn viết code là lồng nhau thì phải các bạn thụt vào một tab. Không viết code trên một hàng. Nếu các bạn viết code thẳng hàng hết thì debug code rất là khó. Hiểu không ạ? Nhìn code rất là khó. Được chưa? Thì về nguyên tắc viết code là các bạn nên thụt vào một tab. Được chưa? Đấy. Vì cái div này div ngoài cùng nên thụt nhiều quá. Cô hay thường div này cô để ngoài cùng này. Cô để đây. Sau đấy cô để nè. Đến cái
khi nãy tao bố cục cái này là gì ạ? À, đây. Cái này là một cái header đầu tiên là đúng không? Bởi vì có hai cái phần header, thành ra thôi cô không đặt header nữa, mà cô sẽ đặt dùng cái div để cô bố cục nào. Một div, hai div nào. Đến ba div nào. Cái này không tính. Cái này không tính là div tại vì nó không có cái ngăn. Rồi, ba div nào. Xong cái này là bốn cái div. Đúng không ạ? Được chưa? Đấy, cô tạo nào, div nào. Div đầu tiên khi nãy cô đặt tên là gì đấy ạ? ID là gì ạ? Top head đúng không? ID là top head. Đó. Rồi, div thứ hai là ID là banner. Rồi, div thứ ba là content. Div thứ tư là gì ạ? À, footer. Hết, ta có 4 cái div. Được chưa? Rồi, các bạn nhìn nè, cái div trong này nó có một cái inner. Các bạn nhìn nha, nó có một cái inner. Các bạn chung lại các bạn sẽ thấy nè. Đúng không ạ? Bên trong này nó có inner. Thấy chưa? Inner. Đúng không? Inner nè. Ok. Đấy, inner. Thì mỗi anh này lại có một cái con ở trong là div. ID là inner top head. Đây, tương tự với anh này. À, div ID control Z div rồi cái gì ta? Div rồi chấm hả? ID. Đó, không phải. Div thăng ID. Đấy, thăng ID để thăng ID. Đó. Cô đặt tên là gì ạ? Cô đặt tên là inner đúng không? Inner banner. Được chưa? Xong. Đó là cách viết tắt thôi, gõ nhanh. Rồi cái này inner content. Ta có div thăng inner content. Đó. Nó enter cái nó ra luôn, các bạn đỡ phải gõ lâu ha. Rồi, div thăng inner footer. Chưa? Đấy. Rồi, bây giờ cô bố cục các bạn coi nha. Chưa có nội dung vội ha. Đây, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè. Các bạn gõ như này nó không ra cái gì đâu. Nhìn nha. Cô giả sử gõ nội dung vào đây. Cái này là in the top cho các bạn coi ha. Đây. Inner banner nằm giữa. Inner content. Đây. Inner footer. Đây. Rồi chạy thử nha. Chạy thử nó chưa ra gì đâu. Relevant. Đây, click đúc. Không có gì hết trơn. Không có ý nghĩa gì đúng không? Vậy cái này nó chỉ thực sự bố cục được khi các bạn dùng CSS. Không dùng CSS không bố cục được. Được chưa? Đây, phải dùng CSS. Rồi bây giờ nè, ta dùng CSS làm sao để ra được cái bố cục như là cái này. Đây, có kéo này ra để các bạn chạy so sánh nha. Đó, các bạn làm sao bố cục được ra như cái này. Đây. Thì các bạn có thể là áng chừng cái này, còn sau này các bạn có thể dùng một cái tool thì các bạn có thể đo kích thước để lấy kích thước cái nào ha. Rồi. Cái trên này cái header cái này tầm khoảng 30 pixel, 40 pixel thôi, cái khúc này nè. Đúng không ạ? Đó, rồi các bạn nhìn ha. Cô sẽ bố cục như sau. CSS đâu rồi, structure. Cái div đầu tiên wrapper. Cái wrapper. Cái div ngoài cùng tôi để là wrapper, là div bao hết toàn bộ. Div bao hết toàn bộ này thì tôi để là thường tôi sẽ để 100%. Các bạn thấy cái này là nó để 100%. Rồi cái này là div là ID. Div ngoài cùng ID là để gì ạ? Là để wrapper. Đúng không? Đấy. Rồi, tao set S nào. Set S mà ID thì cái ký từ đầu, cái chữ đầu tiên nó sẽ là kiểu thăng đúng không? Wrapper. Đây, width. Width các bạn để 100%, nó full hết.
hay các bạn để auto. Cái hay để auto là để làm gì đấy ạ? Ở giữa, nói chung nội dung nó dán được bao nhiêu thì nó dán bấy nhiêu, đúng không ạ? Cái hay tôi để auto. Auto. Đó, cái đấy là wrapper. Rồi, cái deep thứ hai là cái deep top head. Đây. Copy. Cái này cô để là top head. Các bạn nên nên copy gõ, đôi khi nó thay sai chính tả là nó không có nhận đâu nhá. Đúng không ạ? Dễ cái sai chính tả. Rồi width cái này các bạn nhìn nhá. Nó nhỏ hơn một xíu. Nó nhỏ hơn. Đúng không ạ? Đấy nó khoảng là 80 đến 90% thôi. Đúng không ạ? Cái này khoảng 90%. Thì cái này nó là nằm phía trong. Cái anh này nè. Nằm phía trong anh này thì 90% là 90% của anh wrapper. Được chưa? Hay các bạn để là khoảng 30 pixel. Và các bạn để background color. Background color. Các bạn để là black. Màu đen đúng không? Rồi chạy nha. Giờ khác ạ. Giờ khác ạ. Thấy chưa? Cái này nó sao nó bị thụt một miếng. Con tôi có sao bị tụt miếng khoan. À khoan, top head là vẫn 100 đúng không? Chỉ có cái inner top mới 90 thôi, xin lỗi. Top head vẫn là 100. Được chưa? 90, 95 gì đó. Và các bạn thấy nè, nó dư một miếng phía hai phía bên ngoài đúng không? Cái này là do cái khoảng cách nó tự động. Cho nên để các bạn full hết, tràn hết màn hình thì các bạn làm cho tôi cái, thêm cái dòng này đầu nè. Thì các bạn phải chịu khó coi clip là vì thế. Sao machine auto. Các bạn nhìn nè. F5 cái. Hết chưa? Ra hết màn hình chưa? Ở được chưa? Ok. Rồi, full hết nha. Rồi, bây giờ nha, chữ của nó. Màu chữ thì màu gì ạ? Màu trắng đúng không? Màu chữ là color. Sẽ là white. Đúng chưa? Rồi, bây giờ là cái chữ này tôi muốn nó nằm giống như bên này nè, nó nằm ở giữa, nó nằm từ khúc này trở về bên này nè, thì tôi phải đặt trong inner đúng không? Vậy tôi cho kích thước inner. Đúng không? Tôi đặt kích thước cho inner. À, bây giờ tôi copy cái này xuống. Tôi đặt kích thước cho inner. À, đặt kích thước cho anh inner top head. Đúng không? Đấy. Và cái này là chỉ có 95% thôi. 95% thôi. Chạy nha. F5. Thấy chưa? Nó dịch nè. Ok. Các bạn muốn biết nữa là các bạn xem cái border nữa, là các bạn nhìn thấy nó ở như nào nhá. Border thin solid white. Border màu trắng tại vì nền màu đen thì các bạn border màu trắng nó mới ra. Thấy hai border chưa? Thấy nó cân giữa chưa? Đây. Border trắng này. Được chưa? Đấy, border đây. Đây. Thì nó nằm đây. Các bạn muốn nó thôi cũng chẳng cần. Rồi muốn nó cân giữa 30 pixel, muốn nó cân giữa. Cân giữa hàng trên dưới. Đúng không? Thì các bạn để cho cô như này. Trong cái này các bạn để cho cô trong cái thẻ P. Cái anh này các bạn để cho cô cái thẻ P. Tức là cái nội dung của nó. Cô đang vì đấy, nội dung của nó. Rồi các bạn để thẻ P. Xong các bạn để trong cái thẻ P này nè. Cái nội dung của thẻ P này nè. Các bạn để cho cô định dạng nó. À cái này vì là nội dung cô sẽ pass sang đây. Tôi sẽ để là inner top head. Đây. Inner top head cách cái thẻ P. Ở trong này thẻ P có nghĩa là thẻ P thuộc cái inner top head. Cái này tôi để là line. Line hay tôi để đúng 30 pixel. Đây. Cái này tôi để bỏ cái border đi khỏi xấu nha. Border đi, border xấu được chưa? Rồi các bạn nhìn nhà chạy nha. Em 5. Cân giữa chưa? Còn ở đây không có cái cân giữa riêng cho nó mà các bạn để cái line nó đúng bằng cái chiều cao á.
cái lái hay á đúng bằng cái chiều cao của cái bao nó, thì nó sẽ tự động nó cân giữa, cân giữa rồi đúng không, được cái top head rồi. Đến cái inner banner, các bạn để ý một chút thì ở cái phần này nè, nó có cái độ bóng đúng không, hơi mờ mờ nè. Đây có background đúng không, thấy background đúng không, trời đây cái background có đường kẻ nè, thấy không, đây là có đường đồ bóng mờ nè, thấy á, thấy thì thôi. Đây cái này màu khác nha, đúng chưa. Rồi bây giờ muốn lấy, ông không ngủ rồi, chỉ cho cách lấy màu nè. Rồi bây giờ nhìn nha, nhìn nè, cái này là các bạn có thể làm cái đồ bóng, không làm cái viền mà đồ bóng của cái trên nó ra cái này xa đầu đúng rồi. Đấy, anh này nè, anh này là khoảng bao nhiêu pixel ạ, anh này nằm khoảng bao nhiêu pixel đấy, anh này là 30 thì anh này khoảng 200 pixel, 200 hoặc 150 gì đó. Thì bây giờ cái này tôi đến cái này, cái này là màu trắng, cái này màu khác ạ. Rồi nhìn nha, đến cái này là cái gì, banner. À cứ tương tự như vậy thôi. À tôi copy cái này xuống Ctrl C, thay bằng chữ banner. Banner được chưa, banner width 100% hay là ví dụ như 200 pixel. Background color là màu white. Color là màu chữ thì không có, tôi không để, cho nên nó vẫn là giữ màu đen đúng không. Rồi à tôi cho nó một cái đổ bóng nhẹ nhẹ ở đây là border box xa đầu không khoảng 3 pixel. Rồi cái màu đổ bóng là chỉ cho cách lấy màu nha, các bạn nhấn F12. Đây cái màu này nè, thực ra là màu này là màu đổ bóng, màu này là màu background gradient đó, background gradient đấy chứ cũng không phải là màu ấy đâu. Thôi không làm đổ bóng nữa mà tôi sẽ làm background gradient của cái dưới, hiểu không, bỏ cái này đi. Rồi khoan, các bạn sẽ thấy là background white rồi, nó chưa ra hình hài đâu. Rồi cái trong của nó sẽ là inner đúng không, inner nè, inner copy anh này, inner của nó là tôi để là inner banner, copy sang đúng không. Đấy còn cái này là hay vấn đề là 200, 95% background bằng không có màu trắng luôn, cho nên cái này tôi không cần để background, là lấy background của anh ngoài. Color không có, chữ màu đen đó, được không, ok. Rồi cái này có sửa đổi gì nữa không, hết đúng không. Để P rồi chạy thử nè, F5 thấy nó thụt vô chưa, đẩy xuống chưa, 200 nó bừ quá đúng không, để 150. Các bạn khi thực ra là khi các bạn làm ý, là khi các bạn thiết kế Photoshop hoặc thiết kế gì đấy nó đó có kích thước rồi, các bạn lấy được kích thước, hiểu không ạ, lấy được kích thước và làm đúng kích thước ở trong cái bài, trong cái thiết kế nhá, hiểu chưa. Rồi ok, các bạn sẽ thấy là nó sẽ đẩy xuống nè, F5 đó, 150 được chưa. Rồi bây giờ cái nội dung inner content này nè, thì anh này như này, anh này lại phụ thuộc vào gì ạ, phụ thuộc vào cái nội dung cái này để mà thiết kế chiều cao, cho nên thông thường chiều cao của cái này các bạn sẽ để auto, nhưng tức là cô sẽ để tạm một cái kích thước, một cái hay chiều cao cho nó, để các bạn xem cái định vị sau này các bạn chèn nội dung là nó cứ thế nó đẩy vào thôi ha, được chưa, các bạn sửa sau. Thì cái này chính là cái content, cái này chính là cái content, và các bạn để ý là sẽ thấy cái anh này nè, là nó sẽ có một cái đây gói màu, đổ bóng màu. Rồi, ok.
ta sẽ làm anh này như sau. Là tương tự, ta sẽ copy hai anh này đi ha. Đây. Cái này sẽ là content. Được chưa? Content. Cái này hay là cô để là 350 để đỡ thôi. Đây, để tạm thời thôi. Đó, và cái này là inner content. Đó. Okay. Rồi chỉ có khác một điều là chỗ này nè, cái này cho bạn chạy lên là thấy nó đẩy xuống rồi đó. Đẩy chưa? Rồi bây giờ cô để sẽ để cái màu đổ bóng các bạn coi ha. Cái màu background thì các bạn có cái cách để có lấy background gradient. Nhưng bây giờ này các bạn search cho cô cái nha. Search xíu rồi. Cái này là CSS nè. Background gradient. 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 Được chưa? Đây vào W3 School luôn. Nó sẽ cái màu trên là màu trên là màu xám, màu dưới là màu trắng. Đây. Màu trên sẽ là màu xám. Trên là màu xám, dưới là màu trắng, nó sẽ đổ bóng từ xám đến trắng, được chưa? Đây. Có thấy gì không? Không thấy đúng không? Đây, các bạn cứ tưởng tượng đây là màu xám. Cách lấy màu nè. Cách lấy màu là các bạn nhấn F12. Xong các bạn chọn vào cái element. Các bạn chọn bất kỳ một cái nào mà có CSS á. Có background á. Đây background các bạn click vào màu nè. Click vào đây nha. Các bạn thấy có cái bút không? Click vào cái bút nè. Đưa cái bút chấm vào đây nè. Đây click vào cái bút nè. Đây click vào cái bút này nè. Rồi đưa cái bút mà chấm vào cái điểm này nè, điểm màu đó nè. Điểm màu mà gần nó nhất á. Màu này nhất. Thấy màu xám chưa? Lấy được mã màu. Ok. Đó, đó là cách lấy mã màu ở trên web của các bạn. Được chưa? Dễ nhất. Có nhiều cách lấy mã màu khác. Cách lấy mã màu này là tiền nhất. Ví dụ nha, cô sẽ lấy một cái mã màu khác. Đây, đây màu, ví dụ màu này một màu đỏ đây. Nó sẽ ra mã màu đỏ. Thấy chưa? Ok. Đây. Lấy màu xám cái này đâu mất tiêu rồi. Bay mất tiêu rồi. Đây. Đây lấy màu xám. Màu đâu rồi? Bấm ngược lại coi. Laptop. Xem. Ví dụ cái này. Đây cái màu này nè, cái màu xám này. Tôi phải lấy được cái màu xám. Các bạn chỉ search xem có cái background bất kỳ cái nào thôi, mình đâu lấy nó đâu. Mình lấy này, mình lấy điểm này. Được chưa? Điểm đầm đây nè. Đây. Mấy điểm này nó khác nhau thôi nha. Đầm chưa? Đó, ok. Lấy cái này. Đó, các bạn lấy ra cái background. Đây, background gradient của tôi đâu? Đâu rồi, đây. Gradient background này, background gradient. Linear gradient. Cái này chưa? Rồi. Lấy đâu? Background. Ground color. Được cái này linear. À, background image. Image color ta. Đâu? Background image. Linear gradient. Màu đầu tiên của cô là màu này. Phẩy. Màu tiếp theo là màu trắng. Y là thăng. Màu trắng là thăng. F. Đó, màu trắng là 3 cái cũng được nhé. 6 cái cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó cũng là màu trắng. Ok. Nó là màu rút gọn thôi. Mã màu rút gọn. Ok. Rồi, chạy nha. F5. Nó đổ bóng chưa? Từ màu này nè xuống phía dưới là nó bắt đầu từ màu trắng, tức là nó đổ từ trên xuống dưới là màu trắng, hiểu không? Tức là gradient nó đổi dần, hiểu không ạ? Ok, được chưa? Cho nó bừ tí nhá. Cái này các bạn để là, như các bạn để là 750 đi ha. Đấy, F5. Đây, kéo xuống nào. Thì màu dưới của nó sẽ là màu trắng, màu trên là màu xám, hiểu không ạ? Thấy xám không? Dưới
dưới lên thấy nó đổ trắng như mơ dần đúng không? Muốn nó đỡ hơn thì cái màu này các bạn cho nhạt đi. Tại vì cái màu này các bạn cho trong này nó cho nhạt lắm. Tôi lấy đầm á. Đây, màu nó nhạt lắm mà nó thì có xíu xíu à, nhạt nhạt xíu à. Đây lấy cái background. Đây. Cái này là cái màu này. Má của nó F0 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 à. Ok. Cái này là F0 F0 F0. Màu này nó đậm, màu này nó nhạt hơn à. Đó, ok. Được chưa? Màu này nó nhạt hơn à. Cái màn chày ra nó sẽ nhạt hơn. Đấy, nó đổ bóng xuống dưới. Gradient. Mà nói chung là cũng nó gradient nó không rõ lắm, được không? Ok, là đã hai phần rồi, footer nè, footer màu gì? Vậy thôi, ra bố cục các bạn. Footer. Footer màu đậm lắm, footer màu này. Footer một màu. À, hình như nó đổ bóng, đúng rồi. Cô nhớ không nhầm cho nó đổ bóng, cái thằng này là đổ bóng thằng ngoài cùng. Thằng body. Body. Giống như kiểu nó đổ bóng thằng body á, thằng ngoài cùng này. Rồi, footer. Footer là màu này. Footer là màu này các bạn, một màu thôi. Đấy, footer là màu này, background màu này. Footer thì bự lắm. Đây tôi lấy cái mã màu này. Footer nè. Đây. Footer là cái này hay nó bự lắm. Hay nó 550 gì đó. Đây là 500 gì đó. Đấy, cái này là 500. Ok. Rồi, background color của nó là cái anh này. Bự lắm. Được chưa? Ok. Rồi, footer ta đổi cái này thôi. Đổi footer và inner footer thôi. Footer. Đấy, tôi nói mà tôi demo quay clip là nó ngủ hết trơn. Phải cho mấy đứa làm kia nó tỉnh ngủ. Bởi vậy ấy. Wow, tôi bỏ cái background color này đi nha. Content là không có background color này đâu nha, background này thôi. Còn cái này cũng bỏ nha. Ngủ hết trơn, thấy không? Rồi, chạy lại nè. Footer màu khác phải chưa? Footer màu khác. Ok. Cái này màu khác. Gradient này cô để ngoài cùng đi. Gradient cô để cho cái wrapper ngoài cùng này. Gradient này nè, background gradient nè. À, nhầm. Đây. Cô để cho ngoài cùng này. Đó. Banner xong. Được chưa? Content in the content. Rồi background xong. Black. Background color cái này không cần. Bởi vì bản thân nó là đã inner. Ngoài black thì trong này cũng khỏi cần. Đúng không ạ? Là nó cũng black luôn rồi. Đúng không ạ? Nó black luôn rồi. Ok. Xong chưa? Tao được cái bố cục. Ok. Được cái bố cục. Bố cục trên dưới giữa cái này rồi thì bây giờ làm tiếp hay là sao ta? Cắt video à? Rồi để buổi sau con sẽ làm tiếp cái nội dung, từ từ không có về mấy đứa nó thích về.